chỉ là buồn em một mình chịu buồn. Không mọi người. Em thấy mà chị buồn lắm. Em gọi là anh chị đi. Hôm nay chị mới làm. Tối nay chị. Tối em ở lại một lúc chữ làm buồn. Có chứ em ở lại đến bây giờ. Ngày muộn đấy. Cầm gấu, cầm gấu bây giờ. Thôi tao cắt đường. Nay em bắt xe về. Bắt hồi đi về cắt đường. Tối nay mình đi học nên là mình không có ở lại được. Tối mai nhá, tối mai mẹ sẽ có một vlog làm bù cho các bạn xem. Mình sẽ tâm sự cùng mọi người. Nhưng mà mình sẽ hạn chế quay vlog lại bởi vì mình đang mặc mụn nên là hơi xấu các bạn. Bye bye. Hôm nay mình mang chả mực lên. Mình bảo bạn chị nông thôn là mang cơm rang đi để ăn. Cơm thì rang cơm nhưng mà không có một cái cơm nào cả. Em mời anh em. Em mời anh em ạ. Mình đổ món tôm à? Dạ. Không ạ. Bảo sao mùi món tôm. Bye bye mọi người nha.